Thật đực thế. Vẫn chưa ấy nhưng mà giá có 100.000 đi bán cho cái gì? Giờ phải triệu cho mới lôi đây. 100.000 mấy to ạ? 100.000 thì làm cái gì? 100.000 đi. Con gì? Bọn trẻ con mà không bán. 100.000 bán làm cái gì? Nhất là cho con giờ mùa này đừng đất nuôi cho con. Nhà đẻ ra để nuôi còn dễ, nó dễ còn mua về. Nó tốt vào chèn dâu rất là chắc cho nó xây mai kia nó được xấu. Còn cái cột cái sắt này nó cắt làm 3 cây, bắt làm 3 cây à? Cắt mẹ thật cột. Cắt làm 3 phải không? Nói bên đây không? Em mới biết. Ba liên tục dâm lên. Đúng không? À, cứ dâm đấy. Trên này đấy.